Hello cả nhà, chào mừng các bạn quay trở lại với TechNo Land. Hôm nay thì chúng ta sẽ lanh quanh khu vực trung tâm và mình sẽ chia sẻ đến các bạn một chủ dự án. Vị trí khá đẹp nha các bạn. Và chủ dự án này cũng là nơi đã đánh dấu những bước thành công đầu tiên, những cột mốc đáng nhớ cho Novaland trên thị trường bất động sản. Và đó là Sunrise. Tổng thể toàn khu này là 51.000 m² trên trung đường Nguyễn Hữu Thọ, vị trí đắc địa bậc nhất quận 7. Với vị trí này thì để tiếp cận tiện ích là một điều quá đỗi thuận tiện. Vì với bán kính khoảng 1 km thì các bạn có thể trải nghiệm tất cả các tiện ích từ công cộng cho đến vui chơi, giải trí. Mà điển hình nhất là Lotte Mart, một siêu thị có quy mô cực lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tại chuỗi Sunrise này thì Novaland triển khai khá nhiều giai đoạn và nhiều phân khúc khác nhau. Như các bạn thấy thì mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ trải dài khá đẹp. Phía sau của dự án lại là khu đô thị Him Lam, một khu đô thị được quy hoạch bài bản và phát triển khá đồng bộ của thành phố Hồ Chí Minh. Với những yếu tố đó thì để nhận xét về vị trí này, mình chỉ nói tóm gọn bằng 2 chữ, đó là đất vàng. Bây giờ quay trở lại vấn đề chính hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn một giai đoạn tiêu biểu trong chuỗi Sunrise. Một giai đoạn mà theo như cá nhân mình khá đẹp, cả về mỹ quan lẫn vị trí. Và đó là Sunrise Central, ngay vị trí mình đang đứng đây. Giai đoạn này thì không phải là giai đoạn đầu trong chuỗi Sunrise, nhưng để đánh giá thì theo mình đây là giai đoạn có vị trí đẹp nhất về mỹ quan cũng như là vị trí. Quy mô của giai đoạn này thì hơn 1,8 hectare với 4 tòa tháp, cao tối đa 35 tầng. Và từ tầng 1 tới tầng 4 sẽ là tầng thương mại, tiện ích sẽ ở tầng 5 và một ít ở tầng trệt. Từ tầng 6 trở lên sẽ là căn hộ. Diện tích các căn hộ ở đây thì khá đa dạng, từ trên 70 m² cho đến gần 150 m², nên sẽ giúp cho cư dân dễ dàng lựa chọn căn hộ phù hợp với nhu cầu của cá nhân cũng như là sinh hoạt của gia đình. Tại vị trí mình đứng ở đây là một cái khu vực bãi đậu xe dành cho khách hoặc là cư dân, những người không có nhu cầu đậu xe quá lâu thì có thể sử dụng bãi đậu xe này. Ngoài ra tại dự án còn có thêm 2 hầm đậu xe với diện tích lên đến 34.000 m², nên là có thể đảm bảo cho nhu cầu có hơn 1 chỗ đậu xe cho mỗi căn hộ. Và như vị trí mình đứng ở đây thì mình thấy là những cái tầng thương mại, những căn thương mại phía dưới vẫn chưa đưa vào hoạt động. Về phần an ninh thì tại Sunrise luôn có đội ngũ quản lý và bảo vệ khá tốt, nên các bạn sẽ yên tâm khi vào đây sinh sống. Và với một dự án đã hình thành từ những năm 2014, 2015 khá lâu, nên là về phần tiện ích tại đây sẽ không được bằng như những dự án ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà chúng ta sẽ điểm qua một số tiện ích tại đây, xem Novaland có gì đặc biệt không nhé. Và ngay vị trí mình đứng ở đây là công viên dưới tầng trệt, khá rộng nha các bạn, từ đây trải dài tới xa xa phía kia luôn. Và ở đây thì được bố trí cũng khá nhiều các máy móc tập luyện, cư dân có thể ra đây rèn luyện sức khỏe, vận động tay chân. Và ở đây thì rất là mát mẻ, vì phía sau này là khu dân cư của Him Lam nên là sẽ rất là yên tĩnh. Và không chỉ công viên này rộng đâu các bạn, mà ngay cả bãi xe lúc nãy mình chia sẻ cũng khá rộng, vì phía xa xa đằng kia thì còn có thêm một bãi giữ xe khác nữa, và bãi đó cũng là bãi giữ xe dành cho khách. Nên là khu vực dưới tầng trệt này mình thấy khá rộng, mình nghĩ là sẽ đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu của cư dân với những tiện ích như thế này. Nhưng đây cũng chỉ là phần nhỏ của dự án thôi, và tất cả những tiện ích khác sẽ nằm ở trên tầng 5. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên đó để trải nghiệm tất cả những tiện ích tại đây. Xin mời. Và ngay vị trí mình đứng đây là khu vực tầng 5 của dự án, cũng là tầng được đặt hầu hết các tiện ích tại đây. Phía xa xa trong kia là khu vực phòng gym, cạnh bên mình thấy có spa và một số shop khác. Vì những căn shop trên tầng này thì đã đều được cho thuê hết rồi. Và không chỉ ở lốc này mà ở lốc đối diện thì cũng có thêm những cái không gian sinh hoạt khác như là phòng cộng đồng, hoặc một số khu vực giải trí, xả stress khác như là banh bàn nè, bóng bàn. Và cạnh ngay đây là khu vực công viên nội khu của dự án, khá xanh mát đúng không các bạn. Khu vực này thì là một khu vực dành cho thiếu nhi vui chơi, rất là rộng. Mình tin rằng trẻ con sẽ rất là thích thú cái khu vực này. Và trên đây thì khá mát mẻ vì nằm trên tầng 5, nên là sẽ không bị ảnh hưởng bởi khói bụi của đường Nguyễn Hữu Thọ cạnh bên. Và như kế bên đây là một shop Family Mart, rất đầy đủ các nhu yếu phẩm, những sinh hoạt thường nhật của các bạn thì có thể ra đây mua sắm, không cần phải đi quá xa bên phía Lotte Mart. Và ngay cạnh đây luôn là một khu vực BBQ. Khu vực này thì mình thấy khá rộng nha. các bạn có những buổi tiệc nhỏ hay là buổi party thì có thể ra đây, tổ chức tại đây. Mình thấy cũng khá đầy đủ, khá đáp ứng đủ. Tại đây thì được trồng khá nhiều thảm thực vật. Mình thấy có những cây thấp tầng nè, trung tầng và cao tầng luôn nữa. Rất là xanh mát. Và phía xa xa là khu vực hồ bơi của dự án. Thiết kế khá đẹp, hồ bơi tràn bờ nha các bạn. View nhìn về đường Nguyễn Hữu Thọ rất là thoáng đãng. Và đây là hồ bơi dành cho người lớn. Tại đây thì có thêm hồ bơi dành cho các bạn thiếu nhi nữa. Nên là khu vực hồ bơi ở đây mình thấy khá rộng, rất là đầy đủ, có thể đáp ứng cho cư dân tại đây. Và công viên ở đây thì mình thấy cũng rất là thoáng đãng. Bố trí cũng nhiều bàn ghế, có thể ra đây ngồi nghỉ ngơi nè. Hoặc là sau khi bơi lội xong thì ghé những shop, các bạn có thể mua một số phần tiện ích và di chuyển lên trên khá hợp lý. Và tại đây thì do thiết kế hơi cũ nên là ban công của những tòa nhà ở đây thì không được thoáng mát cho lắm. Nhưng đổi lại với thiết kế hình tứ trụ và các khối nhà biệt lập với nhau nên là xung quanh bốn mặt các bạn có thể lấy gió, lấy sáng rất là tốt. Điểm này cũng là một điểm cộng rất lớn cho các dự án. Vì không chỉ những cái căn nhà ở dưới tầng trệt mà những cái căn hộ thì các bạn cũng cần nên có sáng, có gió. Điều đó sẽ rất tốt cho phong thủy nhà của các bạn. Vừa rồi thì các bạn đã được trải nghiệm không gian sống của một dự án có vị trí đắc địa bậc nhất quận 7. Thiết kế khá lâu nhưng mình tin rằng ở thời điểm hiện tại dự án vẫn có những giá trị, những nét đặc sắc riêng. Một nơi khi các bạn lựa chọn không gian sống tiện ích thì chắc hẳn khó có thể bỏ qua. Và hy vọng rằng những thông tin, những hình ảnh mà mình chia sẻ hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những nhìn nhận, trải nghiệm khách quan nhất về dự án này. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.